Rồi, chuẩn bị hành quân vô thác. À, bỏ liều là ngủ bụi á. Đây còn tấp sau nữa. Con suối dễ thương hả? Giờ nó cây là không ai đậu nè chứ hồi buổi trưa á, trưa nắng 12 giờ được rồi. Lên dốc không tính toán cũng không dốc phải không đó chỉ là này thôi. Mua đất lắm có một đường này chứ muốn tải đâu có đường tải đâu mang còi còi đường này thấy 18 làm quýnh bằng chưa. Kêu anh dẫn đường rồi. Đó đề nghị giải lo đó dẫn đường cho đằng sau tới kìa. Dẫn đường ơi. Ôi. Dạ đi, ở đằng sau tốt trọng không hút à. Chưa con thứ ba không đi nữa. Hết chưa? Còn. Lâu lâu đi rừng nó khỏe. Khỏe. Đi rừng này phải đi đông đông vậy mới vui, mới không có sợ. Đi cắm trại có mấy này không sợ mấy con bé na. Cái này tối nó có gì sủa với mẹ à, bởi vậy nó đỡ bé na. Em có mang thuốc đuổi rắn đuổi muỗi rồi. Mình cứ là xung quanh có ngồi rồi ăn bò rồi. Hả? Rồi bên kia xa quá. Thôi. Có suối tắm không ta? Có chứ. Có anh mấy xíu có suối mà. Có suối tắm mà nóng thế mẹ. Phải gặp đi em. Phải giờ. Đi con đi. Sao ba có gì đó mà sợ. Đi con biết đi. Đi trước đi. Chứ, con gì em đi trước đi, ba có bỏ rồi mà sợ không biết nữa, sợ bỏ nó. Nghỉ mệt lần thứ nhất. Này đâu bằng đi tập sao vừa tới. Mệt anh.
khỏe ha. Ờ, à, chứ giờ bốn số chín đó, ai cầu mình sang lại. Lên đường. Ở đây có ăn rừng sợ hái không được đó chứ. Nói chung là không nên nhận về gì hết. Không nên bỏ tên nhau luôn. Thì hú thôi ha. Đúng rồi, hú thôi. Mày tao phát vô cái lá cây nó quét nó ngứa. Gần tới rồi. Ấy mà nó chưa ra ha. Cây gì anh? Đâu biết đâu nè. Cây này chắc nó ra bông cỡ chắc đẹp nè. Ồ. Nhộn quá à. Cái bà lơ của anh nó còn cao hơn em nữa đó. Cái này nó không có trợ lực. Giá cái nó chì xuống. Tới suối à. Trời ơi, châu chấu, mấy con gì nó bay quá trời. Cái dòng suối kế bên này hả? Trường bướm, có cá không? Kéo xuống đi xuống. Rồi tới cái bắt đầu nó 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 bắt
Cái này không có. Cái ba lô chiên chiên leo núi leo à. Nó có sẵn cái dây nữa đó. Mẹ xinh xinh được thế nè. Nó giật cho mình chín cái người mình luôn á. Anh không có hả? Không. Tôi ngộ hả? Ba lô nào cũng có mà. Ba lô rẻ tiền. Trời lực mới có chứ. Ba lô nào không có gì. Ba lô trời lực mới có. Ba lô dùng để đi leo núi là nó có hết cái dây đó. Ba lô trời lực có. Từ từ nghe anh em nha. À, chằng ở dưới lưng với lại chằng ở trên vai để mình đi nó theo mình. Không có đỡ được tốn sức mình. Hồi nãy trèo đèo bây giờ lội suối nè. Đi con. Thằng Minh nó cho mình ăn con chút mà nó bắt mình đi lâu quá. Đi con, có đi, có đi, có đi. Đi vòng cục hả? Dòng cục cái đứng tầm để đứng lại. Rồi ngỡ đi con. Cái đó chắc là phải xuống chứ, ta đỡ rồi. Ừ. Bây giờ để đâu đi, phải để đi vượt biên quá. Vượt biên mà phải đi qua Campuchia rồi qua Thái Lan nữa. Nóng lắm đi nó mệt. Ai thôi đi. Mới ngồi nghỉ thôi, biến lắm. Mấy thằng có tâm địa xấu, tính chắc đồ nhắc nhở đi, đặt mặt nhẹ tối nay ngủ quá bị ông trời ông hạt. Ta dẫn theo trải nghiệm ông ư. Đường khó đi. Băng rừng ngồi xuống rồi chui. Leo không nổi, không nổi leo. Chạy ra đây, bò luôn á. Từ từ trời. Ê, chắc... chắc có ai đi rừng đi bảy gì không? Có ai chạy luôn anh ơi. Có ai cắm trại rồi nè. Có ai đốt nóng củi rồi. Ủa đây quẹo hả ta? Mấy ông không biết, mấy ông đi thẳng luôn á.
Ôi trời. Ôi trời. Quậy lại. Đang theo dòng suối. Giờ này mũi nó chích. Chích hai lục tài ngứa. Suối. Lên đường. Băng rừng lội suối. Nghỉ mệt lần thứ N nữa. Nói làm đi đây về là không ăn mà không nhớ cái đường hết á. Còn một tốp đang nghỉ. Và tốp suốt mà sao đang nghỉ nữa. Có dòng suối. Có dòng. Con suối tạo thành dòng thác. Thác mini. Khá đẹp. Lãi quay. Bây giờ nó chợt cái đó đổ đau rất tốt lắm. Hà mình ngồi từ bờ chứ đó mình chợt cái đó đau là đau nhẹ. Cái chợt cái đó là đổ nguyên bàn phà thả xuống đau lắm. Còn đi được giỏi không? Cái thác kìa nè. Tới tháng 10 nó ngập vào cục đá này luôn các bạn. Mưa ngập mà hết. Đó, đậu má thấy con gái cái ngồi xuống á. Ông té nè, ông ngồi xuống đi, ông cãi ông té bây giờ nè. Đó, lết cái bùm xuống. Lết xuống, lết xuống. Vui lắm, vui lắm. Quay cái đoạn phim này đi anh tên gì? À, tên Dũng. Dũng, bắt quay cái đoạn phim này vui lắm anh Dũng. Coi có ai té không hả? Có, té hai ba người nãy giờ rồi đó. Ổng lết té rồi nha, ổng lết té đau lắm á, khủng quá, đó vui, lết xuống, đó lết xuống, vui lắm, lết xuống, đá đường khó còn thù nữa. Để tôi dạng bắt xuống, bắt, lết cái lợn. Người thành một công luôn có lết đi xuống. Đúng đó, chui chứ. Sao bạn đi đây nè Minh? Mày đâu qua đó chi nữa? Trời ơi, còn cảm tướng quân đỡ mấy người này nữa kìa. Đúng quá. Đúng quá, đau bụng luôn á đã. Tôi nghe ông lách cái là hàng xuống kêu cãi sao nó bẻ đổ nghèm luôn á. Cái đôi dài cái đó không có bám á. Cái đôi dài không có bám á. Cái kỹ năng giữa thằng bàn của mỗi đứa khác nhau anh ơi. Mấy lần rồi, té mấy lần rồi. Kêu rồi lách cái là hàng xuống kêu. Sao rồi mấy chị em đè quánh trời kêu anh. Trời ơi lúc nãy cái thằng không được. Lết xuống đó Quý, mày lết xuống. Mày ngồi mày lết xuống luôn. Té hai lần sợ rồi. Rồi chuẩn bị tiếp tục. 4 giờ mấy 5 giờ rồi mà chưa tới chỗ nữa.
4 5 người té luôn á. Bị hoài vậy. Bởi vậy. Đi tới đâu đốt đống lửa tới đó đang làm dấu cho top sau nè. Wow, đi đường nào? View đẹp quá. Đi bên cái đó là cây gì? Xanh mấy cái gì ảnh cái gì đó. Xanh gì? Xanh tiên. Xanh tiên hả? Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đây đây đi. Ồ đây đẹp quá nè. Tối rồi. Quá đẹp luôn. Con thiếu tới đi qua này tới. Ồ nguyên rừng tre luôn. Đây mà tới mùa mưa ăn măng đã luôn. Quá, quá đẹp. Đi bên đó hả? Nốt cái ghế rồi. Ghế lọt xuống núi nè. Ê, nhớ cây này đừng đưa cái mặt. Nhanh lên, nhanh lên. Cho bự con dao đi. Dao đó. Cái này. Thôi đừng có đụng nó. Đừng có đụng, anh đừng có đụng. Thôi thì sáng mai mình cái đầu này mà của tới cân khác. Đi vào đây dễ hơn. Vén mấy cây tre lên chui qua mấy cây tre. Ô người thành công có lối đi riêng nè. Trời gần tối mà chưa tới nơi nữa. Khoảng 15 phút nữa là có thu luôn. Trong rừng nó mau tối lắm mọi người. Còn tốt mà sao nữa, chưa thấy tâm hơi vậy. Tới nơi nha mọi người. Tới nơi. À. Ai xa.
Ủa chưa bao giờ giống thủy người cốc quá ta. Bây giờ xuống thác một tiếng nó mạnh lên mất một tiếng nữa là hai tiếng. Đâu nghe nó xuống cái thác ở cái thác. Giờ mà ai mà mang đồ xuống thì người phải á. Sợ đi người không nhỏ. Là sao? Sợ đi người không nhỏ bởi vì á đường xuống thác nó dốc. Nó dốc lắm. Bèo bèo đó mình ra đầu thác. Tất sao chưa tới. Suối. Này chỉ ở giữa con thác giờ sợ tới không kịp, đồng thời tính là cắm trại ở đây sáng đi tiếp lên thác chính tầng đẹp rừng tre. Ba lô tấp sao chưa lên rồi, mọi người đang hạ trại đây, đang dăng liều một hai ba bốn năm sáu bảy anh tân anh dăng trong kia hai cái võng nhóm này mới tới nè. Bây giờ chuẩn bị nấu cơm lam đây, hai bạn nữ chuẩn bị nấu cơm lam. Giăng lưới hả anh? Có lý à nha. Ồ sâu dữ vậy, trời. Đi vô đây có cái lưới cũng ngon ha, lý tưởng à. Vậy cần xuống lù lù không? Không, dân sáng mới gỡ mà. Sáng gỡ, tối gỡ đi. Coi có con nào cái nướng mội luôn. Rồi, sáng không nha. Buổi chiều dựng liều lên thấy nó đẹp ghê. Bên đây ngủ giỏng. Cũng đèn chớp tắt lý tưởng. Ồ, suối vậy em đang làm đồ ăn nè, có cơm lam. Đi thăm cá rồi, có cá chưa? Cá buổi sáng mới bây giờ chưa đâu, mới bỏ mà. Đúng không? Sáng là có cá mà tôi biết vô đây nó làm sao không? Đem cho cốc rượu. Đây cá đây quý quá. Đem cho cốc rượu rồi. Đó không? Cho ly rượu cho con mồi luôn. Đưa ly rượu đây. Còn đưa cho miếng mồi. Hồi đó giờ quá vô đây. Không có giờ kiểu với ai. Đẹp gái chứ. Hôm nay chúng sức khỏe mọi người hôm nay. Anh nhìn anh biết đẹp xấu anh nói. Không, hồi đó giờ tôi đi phụ nữ cái nào để ý gái. Ít thôi, ít thôi chứ đâu phải là không ít nhiều. Trời ơi, có tiếng rưỡi à. Trời, từ đó anh về Bến Tre có 20 cây nữa. Anh đi có 10 phút, 15 phút nữa chứ nhiều. Ừ. Anh lên cái đường đó anh sợ không cho làm đi nữa đi. À, tới quận Sơn Hà trước đi. À, mọi người. Dòng Chơm. Thấy Dòng Chơm thì nó lại xa. Đâu tới con nào rồi tí ăn chưa? Đi 15 phút mà. Thôi coi nằm nẻo em xuống rồi. Qua cậu em là có Việt Nam. Đây là Dòng Chơm với khỏi Việt Nam bên chạy con dọc. Út đứng. Chờ lắm. Nhưng mà nó có đi con vòng đó đó. Thôi thôi đuổi đi. Mình kiếm cái gì? Để có đủ mà. Để có mình đuổi mới đi đầu. Không phải nói gì. Anh nói em đồng ý à. Để
sáng anh đi. Thôi em tên là Minh, rất là vui được làm quen với anh. Minh hả? Em là Minh. Minh. Anh đây là Minh Út. Thôi cháu không còn hết. Em là Minh chơi. Hết luôn mà. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp. Không, đăng bộ, đăng bộ đây đẹp hơn nè. Làm sao đẹp. Anh đứng đó, anh đứng luôn anh. Quay phim nó đẹp chứ. Nhấp nha, 2, 3 chụp nha. Còn đến bây giờ nhiêu rồi? Đứng đó là chụp hình ngược lại, ngược lại đẹp lắm. Vô rừng, vô rừng. Phê nhóm luôn. Wow, đẹp quá anh, quá đẹp luôn. Dương hỏi rồi, tay mỏi tay quá nè. Mỏi tay quá anh ơi. Cố quên nè. Không, chụp cả nhóm rồi anh, để tao chụp cả nhóm. Dương. Còn kiểu luôn. Thầy chưa quay ra chụp luôn á. Anh đâu lấy điện thoại này chụp cái này. Có không? Có một con à. Có mới nhảy xuống nè. Có, nhưng mà một con à. Có một con hả? Đây, hai con đây nè. Một con, hai con nào thấy không? Hai con chà bá luôn kìa. Quá ngon. Một con, hai con. Nhảy xuống hốt liền. Đẹp lấy cho, đẹp lấy cho. Đây nè, đây, đây, đây nè. Bắt này, bắt này, bắt. À, có một con nè. Hai con, hai con. Đây, anh em cái đứa đi đỏ đây. Cá suối, cá suối. Suối nha. Cá suối mới dành lưới. Rấu, rấu, rấu nè anh à. Anh giống. Rượu sâm Hàn Quốc. Đây. Rượu sâm uống với cá suối còn gì bằng nữa. Đây, đem lá miếng suối nè. Miếng thôi. Dạ, xíu thôi. Chụp cái đầu vô mà lạnh á. Cá đủ à? Cơm lam cá suối, à, nước tương với tương ớt, rượu sâm. Đây. Có bông hồng không? Được, không được. Không chất lượng, không chất lượng. Lấy cây khác trẻ nhỏ đàng hoàng. Ở dưới đây nó khô nè, ở trên này nó nhão, ở dưới được, là luôn. Nó khô. Đây. Không khô luôn. Không khô. Không cái khô. Này không có trái, không có lấy ra được gì á. Nhỏ nhạt như cháo luôn hơn được vậy. Không phải nướng tiếp anh. Không được, để khỏi mất công, khỏi cách. Vậy nướng phép. À, không có làm gì được hết. Vậy bỏ lên nướng lại. Không, đừng không. Tách ra hồi nó không dính. Ở dưới này có cơm trái nè. Nhưng mà đó mới lạ. Mình nướng thêm nó bắt đầu nướng bắt được. Con miếng nè, con miếng cơm nè.
sáng anh em ăn mì uống cà phê. Bây giờ con vợ mỗi lần mà nó thấy mình đi làm vòng dưới bếp, nó nói với con ổng cái kiếm đồ để ở đây đi mượn nữa, nó mua ba cái đồ nhựa về em có làm gì, vừa nhẹ nhẹ nó cho anh này nhà nó làm gì mì giả chiến. Ba cái này ông Kha ông bỏ vô suối á, lụm rửa lên ông bỏ dưới đó kìa, em lụm em rửa giờ nấu lại. Okay, còn mấy sao là của Tiền Giang nhưng mà nó qua tới hai cái cột lận, còn mấy cột lận nó gì? Sáng với cà phê, giữa rừng. Qua cột là năm liều bắt em. À, xa xa cái võng ba cái võng cho lại bây giờ ai đi đó là chia nền qua đi ta mình thế lại mình được. Đây liền đây. Dọc. Núi rừng. Đi rừng có si qua qua này đỡ lắm mọi người. Không sợ rắn rít. Đó, cái si qua qua. Dễ thương à. Lúc mà nó đi á, nó có đi ăn bay, nó có đi á, nó đi đá đó, trời ơi, nó phóng lắm rồi.